Hôm nay mình sẽ làm bánh răng. Đây là những thành phần để làm trứng gà. Thì chúng ta cần 6 cái trứng gà, 2 cốc đường, vanilla 10 ml và sữa tươi nha. Bây giờ chúng ta lấy 6 cái trứng gà này, thì chúng ta lấy 3 cái trứng gà nguyên và 3 cái lòng đỏ, còn 3 cái lòng trắng kia thì mình sẽ bỏ đi nha. Bây giờ bắt đầu mình làm ha. Đây, khi chúng ta để 3 cái lòng, 3 cái trứng gà nguyên đây và chỉ lấy 3 cái lòng đỏ trứng gà này thôi, chúng ta sẽ đổ vô như thế này. Chúng ta có thể đổ ra. Trứng gà nó tan ra. Và cái việc quậy trứng gà như thế này nha, chúng ta cho lên bọt. Và bây giờ chúng ta sẽ cho 2,5 cốc sữa tươi vô và chúng ta bắt lên, chúng ta nấu nhiệt độ khoảng 70-80 độ C thôi, chứ đừng có sôi quá nha. Cho sữa nó ấm lên thôi. Và chúng ta đổ vô, chúng ta quậy đều. Bây giờ mình đong 2,5 cốc nha. Như thế này. Và chúng ta sẽ thêm, hồi nãy là mình nói nguyên liệu là 1 cốc đường, thì bây giờ mình để đây, đây là cái này là 1/2 cốc, nghĩa là nửa cốc, thì mình sẽ để cái nửa cốc đường này vào trong sữa này và mình bắt lên làm cho sữa nóng lên. Rồi còn lại nửa cốc đường thì chúng ta cho vô một cái nồi hay một cái chảo khác. Chúng ta sẽ làm canola đường vô. Có màu nâu quá chứ cái bánh răng á. Mình sẽ đâm cho nó ngang mặt như thế này. Như thế này. Và mình sẽ bỏ miếng nước vô. Mình đổ nước này vô đây chút xíu, đặng khi làm cho nó loãng một chút xíu nha. Sữa mình bắt lên trên bếp, mình nấu cho nó hơi ấm lên thôi chứ cứ đừng có sôi nha. Đây thì mình bắt một cái nồi đường, mình để rồi mình thắng cái marang. Đừng có lấy cái muỗng hay cái gì để quậy ra, mà cái gì mình lắc qua lắc lại gì nè thì nó sẽ lít hơn. Đây là nước canh lên kia chúng ta thắng xong, chúng ta đổ vô khuôn nha. Cái này mình làm 4 khuôn bự, còn nếu mà làm khuôn nhỏ nhỏ như ở Việt Nam thì mình sẽ làm được 20 khuôn, còn mình làm khuôn bự này thì mình được 4 khuôn bự thôi. Như thế này. Bây giờ chúng mình đã quậy xong lên, và bây giờ mình sẽ đổ sữa tươi vô khi mà mình nấu cho nó ấm lên. Từ từ vô đây mình quậy lên. Mình quậy từ từ lên. Và sau đó chúng ta cho khoảng 1 muỗng cà phê vanilla vô để cho nó có cái mùi thơm lên. Mình làm theo cách này thì cái bánh răng của mình nó sẽ rất là mịn, béo, ăn rất là ngon. Sau khi mình quậy như thế này xong thì mình sẽ đổ qua mình lượt. Mình lượt cho những cái lợn cợn đó nó còn lại nha. Như thế này.
Vậy nhưng còn lần còn những cái trắng trắng á thì mình bỏ. Bây giờ mình được cái nước. Cái nước này rồi. Khi mình vậy nó đã tan hết rồi thì bắt đầu mình chế vô từng khuôn nha. Khi lúc này thì cái đường non nó ở dưới nó đã đông lại. Làm một cái bự chà bá ăn nó mới đã. Như thế này. Sau khi xong thì chúng ta bắt đầu chúng ta ráp cái mặt lại, rồi chúng ta bỏ vô chúng ta hấp nha. Đây, chúng ta bắt đầu chúng ta ráp cái mặt lại. Là khi hấp á, không có nước trên cái nồi hấp á, không có chảy xuống nồi ướt cái bánh. Đây, bỏ vô cái lò hấp 4 cái bự chà bá, để vô cái nồi nó đã hết trơn chặt luôn. Bây giờ mình bưng đi, mình hấp nha. Đây mình bỏ đây. Lúc đầu thì mình bị lo lớn, nhưng khi mà nước nó sôi thì bắt đầu mình hạ xuống. Lửa kêu thôi, chứ thôi mạnh quá thì cái bánh nó sẽ bị gỗ nha. Mình hấp này khoảng nửa tiếng nha, nó bánh sẽ chín. Đây là 4 cái bánh mình mới vừa hấp xong, vẫn còn nóng. Bây giờ mình để cho nó nguội, xong mình phải bỏ vô tủ lạnh. Xong khi nào ăn thì mình khui ra mình ăn á, rất là mịn nè, tưng tưng luôn, rất là ngon. Làm thế này nó mịn lắm. Đó, nóng quá. Và đây là cái bánh sau khi mình để vào tủ lạnh, nó lạnh xong rồi mình đem ra mình ăn. Thế này rất là mềm, rất là ngon, mịn nha. Bây giờ mình mời các bạn làm theo công thức của mình, coi bánh nó mềm và mịn như thế nào nha. Xin chào tạm biệt. Chúc các bạn làm thành công nha.